Nay lâu quá không xuống ông Tư, nay nữa cũng đâu hơn nửa tháng rồi ông Tư. Hơn rồi, đi không ra thì đi hơn nửa tháng rồi. Đi ghi hình với ông sư để giúp cho mấy ông sư cho ở ngoài cho tan mấy á, với lại trong mình nè. Đi ghi hình mấy ông có cái con gái vô nói gọi cái này bỏ ông Tư hay sao à? Con dễ, con cũng nó dễ gì bỏ ông Tư, ông cháu quen lâu rồi, nhưng mà mình đi làm cái việc kia nó cũng làm việc từ thiện mà, nó đâu có phải là làm việc nó không tốt cho người ta đâu. Em đang làm đây Không được anh, em mới uống ở nhà em mới xuống nè. uống gì, cà phê ăn khỏi để lát ăn cơm nghỉ như khỏe chứ Từ bữa giờ không mới có ai bị rắn cắn gì không Tư? không con À. thấy bữa trước của mày đi có hai ba lần Rắn gì không Tư? có anh thằng ở nhu cấm mình trong hoạt tượng cấm Ôi. bên nhà bạn thằng Nha. Bữa hổm mới cách đây mấy ngày mấy đứa em á đụng rắn hổ mang chắc cỡ này à. Chạy ghê thiệt chứ, hôm nay mới dài nhất mà cái màu nó y chang cái màu của ông Tư nói vậy, cái màu nó vàng, nó vàng mà sau nó cái đuôi hình như là cái dãy, nó dãy ngược về về dãy sao dãy lên hay sao ấy, không có, nó dãy có nó sọc trẻ chữ dai gì được V đó. hay sao, Ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. sao đuôi nó có cái sọc chữ V cũng như Ừ. rắn Nó tập xong đâu dám ăn đâu, rắn bình thường nó có gì. nó chụp hình sao lông chặt cái đầu con tiêu rồi, chụp hình đưa lên nó ai ăn có cho. Ăn bình thường lấy cái mặt nó nhỏ mắt đại tài nó ngủ ngay cái mặt nó nhỏ mắt là thần dược mắt có cồn keo keo mây rồi này kia con nhỏ mắt liền Mà nó đầm với nó, con mấy con không có hỏi nó ở núi nào, chắc vòng vòng trong bãi núi chắc còn. đâu có dùng đất rẫy ra ngoài con nhắc hôm nay dùng nó còn nhiều lắm dùng núi cậu rồi này kia anh ở dùng nó nhiều lắm Hôm mà lần đầu tiên con gặp á, tại con nghe ông Tư nói con cũng hình dung thôi, nhưng mà bữa đó con gặp là con nói, cái con này là con của ông Tư nói nè. xong chưa bữa hàng năm nó quay con cũng màu vàng con tô nó quay cái đầu nó giấu mắt cái đuôi nó móc đọt cây Ơi. rắn nó chắc bằng bình này Tao lỗi. Cái đó nhiều ký rồi. Ngại cái cầu cả tấn nó dài, nếu mà dài dữ dài bèo nhất cũng phải từ 15 mét 20 mét cỡ đó, chắc người ta mình chân quốc cơ khoảng hai ba người mới cả no chồng người. Đều đỡ cái giống đó từ xưa tới giờ không nghe ăn thịt ai hết chỉ là ăn thịt cho mấy cái con này con kia thôi không được, chứ con người là không hại tới con người không được. thịt con chồn con mang nai rồi heo nhất là miệng dùng bà đội mình nó gặp hổ mây rồi không ngờ đương gánh cỏ vậy con cậu năm đàn mày nó đập đường con nó 3-4 kg vậy nó lôi từ từ hai thằng gánh cỏ nó gặp rồi nó giục gánh cỏ nó ăn chạy luôn mà trói chết chạy kêu không ngừng Hình như gắn nó hổ may là trước tôi nghe cậu nói như là nó trả thù rồi phải không, loại trả đó thù không? thì trên núi cấm nó trả thù thằng đó đó thằng đó bắt đường con ăn khúc rồi nó cho anh nó ăn khúc rồi anh nó chưa có nấu ăn mà mới được đó con kia nó bò vô tới Nghe ông Tư, gắn này phải không Tư? nó nhỏ quá mình không biết Dạ. Sao
cũng đập dính gắn nấu lửa không con không phải bình thường chó nó còn chuột nó còn to mày lớn mà nó mày lớn nó bự lắm bự luôn không từ có tới 4-5 loại lận à, nè thứ vàng tư như nghệ mình cái đó nó vàng gắn 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 hổ cháo mình quá cậu có nó bự lắm rồi không phải gắn hổ cháo mình thì kêu là cháo đó đúng không cháo cháo cái màu cái da nó bốn hơn nó không có sậm vậy nó không có vậy không này cái quành của nó là cả 1 mét nó hơn nó bự lắm á nha nó đứng ở đâu con chó cái đó là bự tay hả cái đó thì chắc cỡ đó quá bữa đi núi dân tộc nó bắt được dài cũng cỡ 4 mét rồi hai mình nó mài ảnh màu nâu nó kêu bán 1 kg 100 ngàn chà không dám ăn nghe cậu ơi có con ăn cay như gừng vậy đó ăn gì được nấu rồi bỏ luôn thịt nó cay con ăn chay còn hơn chay rượu nữa trong thịt nó có độc hay sao không cứ thịt nó có độc à. Ăn cay nó mới cay ăn không được không ăn không nào ăn nhai nuốt nổi nữa nó cay nó the khó chịu lắm nhưng mà tùy theo loại hả không tư nó có loại đó à còn nó có loại kia thịt ăn cũng rắn như rắn thường mình ăn bình thường yeah. Đặc biệt có cái giống đó nó ăn nó cay hổ bay nuôi cấm mình rồi bà đội rồi còn nhóc thiếu gì không núi dài ta gặp hoài bằng thùng phi nhỏ hơn thùng phi mới gặp hoài nhưng dạt bên núi dài mà chỗ chợ Ba Chúc mình ngó vô thấy có cái thung lũng cây xanh dần đó yeah. Thường là anh ở đó vì anh ở đó không biết heo rừng này, này kia xuống mưa nam cô này nè anh xuống anh lăn dùng uống nước rồi anh rình đó anh phục kích anh gặp anh xôm cái là anh quấn chết ủa mà những cái con to như vậy con nghĩ ăn một con heo rừng hoặc một con gì đó con nai chẳng hạn nó vô nó sống chắc mấy năm nó mới ăn lại được không được nhiều khi 2-3 năm chưa ăn được con gì nữa. Nó nhịn đói vậy sao mà nó lớn được ta uống nước bởi con rắn nó sống dai là chỗ đó mùa hàng không có nước uống nước mùa xương theo lá nó đựng nước rồi anh ra lưỡi anh hút nước trong lá yeah. Ông cháu mình này đi đời hết có hồi trước con nghe có một cụ kể lại có cái mẫu chuyện là có một con rắn nó bị kẹt trong một cái cây á ông tư mà nó kẹt trong đó là ông nói là con rắn đó nó kẹt vô là họ không biết nó kẹt bao lâu nhưng mà nó tới ổng hay được là nó giống như là nó không có chết hình như là mấy năm đấy ổng nói hình như là cái thời gian thì ổng không nói cho mình rõ mà ổng nói là không biết là từ cái giai đoạn lúc đầu nó không gặp ổng bỏ đó ổng đi không để ý nhưng mà tới cuối cùng lên một thời gian sau ổng quay ngang lại khu vực đó ổng đi ngang ổng thấy nó vẫn còn sống nhưng mà ổng nói là ổng không biết lý giải nguyên nhân là nó ăn cái gì mà để cho nó sống trong khoảng thời gian dài như vậy mà nó sống được rắn trăn nó sống dài nhất của các loài vật con xấu con này kia nó còn ăn uống gì kia có thể con trăn rắn nó nằm đó 5-10 năm đó chỉ cần uống nước thôi yeah. Nó không ăn gì cũng được sống hoài ngộ vậy bởi cái dòng dõi nó sống dài sống dài giống cái câu ngày xưa ông bà nó nói câu gì người già người chết chấn già chấn lùng giỏ hả ông Tư em mà bữa hổm con với ông Tư với anh Năm với anh ấy đi là nó tụi mình chạy ngang gặp đó ủa cái lá bữa nay nó bự vậy nè cái lá nó bằng bàn cái lá mà che mưa được mà nha nó sen bự con lên gặp nó cà cào bữa hổm thấy cái lá nào mà bữa nay lá đâu bự dưới thằng ôm không biết giá trị lá bự mà cây đó con thấy nó cái thân gỗ nó đâu có cứng đâu nữa cây cổ thụ nó không cứng mà nó đi dai cậu nó làm má súng làm bả súng với cán búa rồi chứ nó làm cái đó không tức là nó sẽ có cái độ dẻo dai độ dẻo nó không nứt bậy yeah.
cái thân nó thì nó giống giống như cái thân của cây gì ra, nghĩa là thân nó giống giống thân của cây gáo không thôi. Gáo trắng. Ờ đúng rồi. Dạ, thì nó có lại trắng lại vàng. Nó hơi trắng trắng hơi gù gù lắm. Giá trị đó rồi hồi đó của mấy bà tướng tá trồng không cái vườn đó. Ừ. Khu đó là khu rừng bảo tồn mà. Không có khi nào mấy cái khu rừng đó có dáng hổ mây không tôi? Núi rừng làm gì không có mà giờ người ta ở riết rồi trốn. Ở ngoài cánh ngoài đó là chỗ 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 Đồng Nai như chắc không có rồi hả? Có Đồng Nai hổ mây nhóc luôn. À. Ở đây cô Củ Chi đây này cũng là hổ mây nhóc luôn. Cắn năm nó cắn nguyên nằm bệnh viện đem về tới nó đen nửa người rồi làm sao cứu nổi. Thôi ơi nằm bệnh viện rồi hết tiền bệnh viện nó đuổi ra cái tay nó hết xịt nổi rồi nó khô nó đang thì rút luôn hả cậu? Ừ đang thì lội lẩu gì nổi lên đây cho thuốc, ta nói nếu mà thuốc đây tới đi sáng mà nó còn sống thì cứu được. Cho thuốc rồi nửa đêm anh chết quên. Chết luôn. Nói chung là trường hợp đó nếu mà cái người không biết người ta đổ cho ông Tư cứu không sống thì người đó nó không phải, tại vì tệ quá mới đem xuống ông Tư thì thua. Nó nằm tại trận. Dạ. Cái gì nữa cái thân người nó đem trì đem vui sao con cứu nổi máu đâu còn gan phổi tại nó quá tệ thì ra cũng khó phải đem xuống sớm là cũng viện đến đâu cả tháng rồi. Canh là đủ ăn đủ rồi bữa bữa cũng có mấy người viên ra điện ra hỏi vụ mày rắn ông Tư ấy, hỏi di chuyển cái ông Tư mà hỏi đã cái mình chỉ chỉ người ta cũng không đi xuống xuống Tư có bị rắn cắn có đau bụng không kê cấm trái nè ăn đi ngày con ăn nữa đó anh bị đó bị rắn gì cắn anh rắn lụt đuôi đỏ hôm mình thấy con cắn không thấy đập chết luôn vậy hả cắn rồi nằm chỗ nó không đi lâu con bị dạ con ở Cao Lãnh ông Tư rồi tới Cao Lãnh luôn hả dạ gặp rắn lụt hả? Dạ con thỏ tay xuống cái đám cỏ vậy nè cái nghe nhức nhức tưởng đâu kiến nẻ cắn không à con nhìn lại sao có hai dấu gằn gúm gúm máu nhìn xuống cái rắn lụt đuôi đỏ nó nằm dưới không đi luôn nó cắn nó mạnh lắm con dạ tại bị tay mình ướt sưng rồi đó ăn cái tay nó sưng rồi mấy tiếng rồi hồi 9 giờ tới giờ có ở trong có ông chú đó ông nói thuốc này bó cũng chị nó cái một đứa đỏ mà ông Tư cũng bó thấy còn sưng để chạy ông Tư cho chắc cứu cây này cây cũng Tư mà sông rắn đó ông Tư hiểu cha vậy đây nè con ông bó cho con cây này nè con đằng nhất mà bó vô con thấy đỡ đỡ nhất bó đi. Cũng còn sưng để phèn muối nó xin tới mời con đừng hút thuốc ha dạ con không hút thuốc, thuốc đá đừng uống. Ủa ông ổng bó cho mình có dùng phèn với muối không có muối với cái cây này không ạ nhưng chú ông Tư phải có muối phèn nó mới được phèn chua với muối mới được nó mới rút ngọt con được dạ đâm cái này với muối à ông Tư để chị con đâm bó cho ông bó rồi mà bó cái đó rồi bó cái mới bó đi bó cái mới ta cũng mình khác với con bị nãy rồi sớm siết chặt dữ hả sớm sưng ít ít sao giờ càng ngày càng bự để càng sưng nhiều hơn buộc vậy nhiều khi nó bị tắc nghẽn mạch máu buộc vừa vừa thôi được quấn giải vừa vừa nhẹ nhẹ là được chơi nó chơi băng thùng mà cha mày chắc chịu mấy gì hả mời hả quấn được đó chắc mắc cảm giác ngón tay luôn hả ở tỉnh Tôn luôn hả? Ờ, gần con chút hả? Có rồi, được thấy. Nhưng mà không sao xuống ông Tư rồi bó bữa nay cái mời cho ông Tư cho thuốc về cái đầu mời bó bữa nữa xong hết. Coi ông Tư lâu lắm thấy ông Tư cũng bó hay.
À. Chống mình chạy gì này chạy lên trên đây ở lầu cái rửa rồi ạ. Là mình khai không bảy kìa. Còn nhất không? Còn nhất nhiều không? Còn nhất ít. À. Lúc mới nhất dữ lắm cho bó hồi sao đỡ đỡ. À. Đâm đi đó. Ừ, có đập vắng rồi có vợ dặn vợ gì làm tôi hầm tôi đủ gì không? Nhỏ quá anh ơi chứ phải bự bự hầm được nghe hả hầm nó đủ à. Nó cắn mình dứt nó luôn nó cắn thịt mình cắn thịt ra nó à. Nhanh thiệt chứ cắn không hay luôn à tốc độ của tụi nó nhanh rắn độc nó cắn nhanh kinh lắm thò tay xuống giật gì cái sâu ngay nhức nhức chỗ đâu cứ mẻ cắn không à nhìn đây phải hai dấu gần đúng đúng máu lẹ nữa lẹ thiệt không thấy luôn nhìn kỹ xuống nó nằm dưới không đi bữa nằm chỗ vợ bà tử lấy cây đập khu đó còn gắn nhiều dữ ha phòng lên cái này luôn phòng có một kỳ lên không sao đâu cái này bó thuốc vài bữa xẹp hết cắn mày cắn chắc không chết đâu không ông Tư nó không chết hoại tử đâu rồi nếu mà ông lấy hết nạp thì hoại tử nó suối nó hư thôi tháo mấy cái ngón khớp này nhưng mà hiếm lắm cái gì ngoài ngoại tử vẫn lục hiếm anh chui thì thôi không chị lấy nọc này ai cũng nuôi hiếu nó hiếm 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 cái mà không không chịu ấy cái bỏ thí của thí bị nhưng mà mình phải trị chứ phải đi đúng thầy đúng thuốc mới được chứ đồ làm một tuần lễ mới có hết thấy gì một tuần lễ sau chưa hết nữa lâu dữ ừ bó quá mày phải cử cà phê nước đá thuốc hút rồi bó quá bó mà gì nữa nó tím vô rồi đấy nẹt rồi động mạch không xong hơi xuống thuốc sâu rồi được không tư hả cái thuốc sâu giường rồi được không còn ngưng tưới cái bữa vết thương mình á con ấy nhờ người khác đã bị độc rồi mình chơi thuốc độc vô nữa mình chơi chịu nổi rồi hay là tính lấy độc gì đâu có lại lục đầu rùa nó cắn chết người đó. Lục đầu rùa chứ mình ít có lắm. Lục đuôi đỏ này sao giờ nhiều quá à, năm nó đẻ có mấy chục trứng rồi mà có nó có nhóc kìa bó cho mấy chồng mấy này mấy kia nó không thuộc thuốc ra đâu cái này tôi đang gặp giác tôi đang đây chồng một lúc bên đây luôn rồi mày ừ. Cũng hên sau đi khúc hỏi về chăn nhà cái ông chú đó ông có cái cây để vô chứ không phải đi thầy không chú đó ông nói ông có cái cây chú chị lỡ xa rồi làm ơn ấy cho con mình dịch nó tụt hai mối nó tụt ra luôn ngoài bó như vậy nó dễ chịu hơn không sớm bó quá bó mà bó sợ nọc chạy lên trên mà cấp sớm thì nó chui xương hùng ở nhà hay chui xương hùng mà chạy từ nhà qua đây cái chắc này giờ quay lại cái tay nó nóc chứ dạ